Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ xin chào cho anh em. Tôi cơm sấu chào cho anh em. Tôi Mạnh chào cho anh em. Tôi cơm sơn chào cho anh em. Tôi chào chào cho anh em. Ok các bạn ạ, thì như ở clip trước ấy mình có nói là như mình chỉ quay 1 đến 2 clip nữa là như mình sẽ nghỉ Tết. Thì hôm nay ấy là clip cuối cùng của năm 2021 tính theo lịch âm nha các bạn nha. Thì anh như mình bảo là như mình sẽ làm một bữa tất liên, nhưng mà hôm nay thì tất liên thì bởi vì Đại về phải cách ly ấy, nên là Đại đã về rất là sớm rồi, nên là không có Đại nữa, mà hôm nay chỉ có mấy anh em mình thôi. Thì mặc dù có mấy anh em mình thì anh em mình vẫn thực hiện lời hứa đó chính là anh em mình sẽ làm một bữa tất liên. Các năm là anh em mình làm mâm cơm ngày Tết các kiểu, nhưng mà riêng năm nay thì anh em mình chỉ có mua một con lợn sẵn như này các bạn ạ. Thì bữa tất liên ngày hôm nay của anh em mình ấy, anh em mình có chuẩn bị gọi là một con lợn quay các bạn ạ, quay sẵn. Bởi vì lý do là như này, bởi vì mình có đặt của người ta làm con lợn sữa sống về đấy, nhưng mình tự quay nhưng mà người ta lại quên, nên là người ta nhầm, người ta gửi cho một con lợn sữa nướng sẵn rồi các bạn ạ. Thế này như mình hôm nay chỉ việc ăn thôi, không phải gọi là vào bếp để kịch nữa, với cả hay là người ta tâm lý cuối năm rồi nên là người ta kiểu muốn anh như mình không phải vào bếp nữa, mà để anh như mình có thời gian để làm việc khác cho những ngày cuối năm ấy các bạn ạ. Thì hôm nay thì con lợn sữa này, ngày hôm nay anh em mình sẽ gọi là ăn con lợn sữa này để gọi là đánh chén bữa cuối cùng của năm 21, hay còn gọi là cái video cuối cùng của năm 2021 đấy các bạn ạ. Thì hiện tại là mình thấy con lợn này nó 3 cân rồi các bạn ạ, nhưng mà nó giá nó rất là cao bởi vì người ta quay sẵn cho rồi. Thì hiện tại con lợn này giá là 2,5 triệu nha các bạn nha. Cái da của nó hiện tại rất là cứng này các bạn này, chắc là mình nghĩ chắc là nó sẽ giòn các bạn ạ. Không biết là cái trình nướng của cái quán quay lợn sữa này có đạt đỉnh cao không, bởi vì anh mình chưa thưởng thức nên là cũng chưa biết, chỉ biết gọi là dí và bấm thử qua để trải nghiệm cái độ giòn của nó thôi các bạn ạ. Những chỗ này thì mềm này, nói chung là anh em mình phải trải nghiệm thì mới biết nó như nào. Thì hôm nay là một bữa tất liên ấy, thì anh em mình mặc dù thiếu người một chút nhưng mà anh em mình vẫn cố gắng để làm sao đầy đủ nhất các bạn ạ. Thì ở đây còn thiếu Tiến và Đại. Đại thì vì dịch nên là phải về quê nên là hơi buồn cho Đại, còn Tiến thì lại phải đi làm những ngày cuối năm. Em sẽ để phần em gửi để cái tay hai anh em chia nhau lên đây. Nhưng mà năm anh em mình thì chắc là con lợn sữa 3 cân này chắc là anh em mình sẽ đánh chén bay thôi các bạn ạ. Thực sự là nhìn màu thì khá là đẹp đấy. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu đi đánh chén ăn bữa gọi là tất liên ngày cuối cùng, à không phải ngày cuối cùng mà video cuối cùng của năm 2021 nha các bạn nhá. Bởi vì là bữa tất liên của anh em mình ấy, nên là anh em mình hôm nay phải gọi là hoành tráng tí, ngồi bàn ghế nên là anh em mình phải bê ra con ạ. Bình thường mọi người rất hay bảo anh em mình là sao không mua lấy cái ghế cho anh em ngồi đỡ khổ, nhưng mà kiểu anh em mình khổ quen rồi, đúng mà bây giờ mà sướng cái thì sau này không chịu được các bạn ạ. Đó, hôm nay anh em mình sẽ ngồi trên bộ bàn ghế này nha các bạn nha. Bàn gì mà lắc như bàn. Đấy, hôm nay rất là lịch sự nha các bạn nha. Nào, bê lợn vào đây. Cái đây cuối năm rồi, cho em tí. Em lấy bia với cả đồ cũng thôi đi. Bia này các bạn này. Nói chung là năm ngoái là anh em mình làm mâm cơm Tết thì nó hơi lịch kịch. Năm nay thì thiếu người nên là anh em mình cũng muốn đổi một chút. Đó chính là anh em mình chỉ có mỗi con lợn sữa quay đấy thôi các bạn ạ. Thì ở đây ấy, thì người ta có gọi là gửi anh em mình kèm đây là dưa khú các bạn ạ, để anh em mình ăn kèm với cả lợn sữa nướng này, rồi một bát nước chấm. Thì cái bát nước chấm này ấy, thì người ta gửi kèm cho anh em mình, nhưng mà anh em mình đã cho thêm một chút gọi là sốt sam giang vào, bởi vì dạo này anh em mình hơi ăn nhiều gọi là cái sốt sam giang kiểu nó ngọt ngọt xong cái cay ăn cho nó quen các bạn ạ. Nên ở trong này hình như là không có màu ớt mấy nhưng mà nó sẽ rất là cay nha các bạn nha. Nào bây giờ em để vào đi để anh em ăn. Nào em để dưa em để chỗ nào rồi anh em ăn kèm cho tiện đấy. Đó mọi người ạ, hôm nay uống bia này đó, rồi ngồi ăn thưởng thức gọi là lợn sữa quay đằng sau em ấy, đằng sau em đó, để đấy đó. Xong rồi anh em mình cắt ra và trải nghiệm. Đây là dưa người ta gửi để anh em mình ăn kèm, không biết là có đúng vị hay không nhưng mà mình nghĩ là
người ta mà nướng chuyên về lợn thì chắc là đúng các bạn ạ. Nên là anh em cứ phải trải nghiệm đã để xem nó như thế nào. Thì clip ngày hôm nay ấy, thì mình cũng mong muốn rằng là anh em thử nói xem là trong năm qua anh em còn thiếu sót gì để năm sau anh em mình bắt đầu gọi là sửa đổi những gì thiếu sót các bạn ạ. Thì trước khi mà thưởng thức ấy thì mình tự nhiên là chợt nhìn thấy là đột trẻ lắm này có một bộ tóc kiểu chỏm chỏm kiểu gì ấy. Nên là mình đang muốn hỏi đột trẻ xem đây là kiểu tóc gì mốt của năm nay hay như nào. Đây là kiểu tóc khi ra quán bảo người ta cắt cho như nào. Bảo cắt cho quả tóc quả dứa. Quả dứa à? Quả dứa bên này rồi đấy, đục một gạch xong lại bên trên chòm 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 ấy, không hiểu là năm nay mốt đầu tóc kiểu gì. Năm ngoái đô trà để kiểu tóc giống của gì nhà Mạnh nhỉ? Lại còn mặc quần áo giống Dragon. Rồi, nào bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu đánh chén gọi là bữa tất liên của anh em mình. Thì anh em mình sẽ đánh chén luôn nha con nhá. Nào anh em cắt để chia ra thôi. Rồi phát trước anh ạ. À thứ đồ rồi, rồi trước đi. Rồi trước đi. Chúc mừng sinh nhật bạn. Ôi. Đúng thật đầu. Như thế nào bà. Có cầm lon nữa cho anh bộ. Rồi. Cứ dùng đi tí anh vào uống sau. À rồi, chúc mừng năm mới. Chị à? Năm cũ qua đi. Chưa qua đi. Mong là năm mới được có vỡ lợ. Rồi tất cả mọi người. Sau khi mà dùng xong một ngụm bia ấy, thì anh em sẽ nói thử xem là năm qua là mình còn thiếu sót những gì, thử nói xem nào. Em thấy cái điều của em là trong năm qua là em được 2 mũi vaccine. Còn thiếu sót thì em thiếu mũi tẹt anh ạ. anh thì viêm màng túi. Viêm màng túi. Mình thì thiếu mỗi người yêu ấy. Ô, tưởng mỗi mình em mới thiếu người yêu. Em lọ mẹ em một cô người yêu này. Đấy, những anh em thiếu sót như vậy đấy con ạ. Bây giờ thì anh em sẽ bắt đầu đánh chén thôi nha con nha. Anh pha lợn đi anh ơi. Nào pha lợn đi em. Pha kiểu gì bây giờ nhỉ? Em cứ cắt ra một cái mùi lợn rất là thơm nha con nha. Nó đi nhỉ. Anh à. Lần trước anh mình nướng thì màu nó không được đen đen như này các bạn ạ. Tay nghề của anh bếp đào nướng là hơi đen đen này. Dạ. Nói chung là cũng xem với cả trình độ của anh mình các bạn ạ. Con gà đây chắc nó muốn thịt trước Tết rồi anh ạ. Từ lấy giờ gáy liên tục. Nói chung là gà mua Tết nên là về nó khịa nhau. Cắt nhỏ nhỏ ra em. Phần này như anh không thấy giòn này. Nhưng mà anh nghĩ là anh em nên trải nghiệm cái da kìa. Da chỗ này ngon nhất. Ui rồi, chết rồi, cắt này khớp rồi. Khớp. Đây đủ muốn thịt tỏi. Muốn thịt trước Tết à? Em cho nó ăn trước nhỉ anh ạ. Hả? Cho gà ăn trước nhỉ. Thôi. Chắc là đói anh ạ. Chén trước đi. Hả? Đây anh. Đây chén trước. Ôi, đi cầm. Chiều muốn gặm cái này. Đây nhá, nhớ ăn kèm dưa cú nhá. Với tất cả các bạn nhá. Mình mở bát trước á. Làm phát cúng đi rồi. Làm cúng đi. Gặm cá luôn này. Thôi rồi, ăn cho nó ngoi đâu như kiểu gà nó gọi là pháo cầu ấy. Không ngoi rồi nhỉ, lợn ngoi. Cắt được chấm rồi. Ngon luôn các bạn ạ. Nó chua ngọt. Kéo lại học kìa. Ủa mỗi hôm nhớ không nhầm là anh mình có ăn được cả xương mà nhỉ. Anh thử lấy trước đi. Đúng không? Ăn được, lợn sữa ăn được. Ăn được cả xương anh ạ. Chấm đi, làm gì chấm cái này. Đổi màu lên nhìn ngon rồi. Mình mời các bạn nhá. Ui, thử tay nghề của anh đầu bếp mà xem nào. Mấy anh Cường ăn cái này có kêu quay không? Tiến ăn tí xăm ra mà kêu như bò vậy. Đây để em Tiến chắc là lâu ngày không đi quay ăn cay nên là phải kêu con. Cứ trải nghiệm đi đây, cái da thứ này. Thử cái da này. Thử cái da này cho các bạn nghe nó giòn như. Da ăn này ui. Nói chung là từ trước đến giờ ấy thì anh em mình là kiểu muốn tự tay làm cơ, nhưng mà hôm nay anh chủ quán này là anh ấy gửi nhầm con lợn nướng rồi cho mình, hay là không biết là vô tình hay cố ý nướng để chín để gọi là kiếm thêm thu nhập ngày Tết con ạ. Nhưng mà lại đi gửi cho mình con lợn chín mà rõ ràng mình chỉ lấy lợn sống thôi con ạ. Bảo đổi được không thì anh ấy bảo không, nên là anh em mình quyết định phải dùng cái lợn này con ạ. Mời bạn nha, xem nó giòn không, tí chấm nhá. Tóm cá nha. Ui như kiểu ăn bánh đà ấy nhỉ. Thơm thật, nó giòn. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn đi anh. Ui giời. Ui, dạ thơm nha. Ít dưa này, kèm
Dưa rồi. Dưa nữa. Thử dưa xem kèm vị em đúng không nào? Ừ. Thật sự là mình chưa ăn kiểu lợn nướng mà kèm dưa bao giờ các bạn ạ. Ăn lạ lạ. Mình ăn dưa thì cứ nhạt nhạt. Đúng là không phải chấm cùng cái này nữa em. Vì chưa ăn dưa cùng lợn bao giờ. Tại chưa ăn dưa cùng lợn bao giờ. Trước nhiên ăn rồi. Chưa ăn cùng bao giờ. Chưa ăn cùng. Chưa cùng ăn lạ. Chưa là ăn cái gì ăn dưa nhỉ? Còn nhớ là ăn cái gì ăn dưa nhỉ? Lợn không? Wow. Đúng quả nước sốt để đổ thêm sam già ngon thật đấy. Ăn ngon phê luôn. À. Một cộng ấy. Nhìn thực sự là rất là ngon luôn các bạn ạ. Nguyên cái má đùi. Cương tí thử cái da đi xong thử so sánh cái trình độ nướng của anh đầu bếp này với cả anh nhà mình xem như nào. Nguyên cái má đùi này các bạn. Chúc năm mới các bạn nhá. Phê luôn. Có ước người ta ước gì mà thơm ấy nhỉ. Nhưng mà thấy là cái nước này đổ thêm sam giang là cảm giác ngon hơn đấy. Thì bên ngoài, thì bên trong thì vẫn còn ngọt ngọt. Nhìn thực sự là rất là thèm nha các bạn nhá. Đấy, Cương thử ra đi để đánh giá trình độ nướng của anh đầu bếp này và anh em mình xem như nào. Phần nào cứng cứng ấy. Đừng có lại lấy cái phần không kiểu không giòn ra xong lại đi gọi là so sánh thì nó hơi khập khiễng em ạ. Đây. Anh quyết phần đã này. Ra cá luôn. Đây mình sẽ thử một phần này mọi người nhá. Nói chung là tay nghề cũng có tay nghề. Cũng được nhưng mà theo mình thấy không biết là chắc hay là để lâu hơn anh em mình thì không biết. Anh em mình nướng xong mang ra ăn luôn đấy. Em cảm giác nó giòn hơn. Nên chắc để lâu hơn anh em mình. Bởi vì mình mua thì phải ship từ tận dưới Hà Nội về các bạn ạ. Đi mấy chục cây số mới về đến đây là con lợn nó cũng nguội bớt rồi ấy. Thì như lúc đầu mình nói ấy, thì hôm nay là một bữa tất liên thì anh em mình muốn mua một con lợn sống về để anh em mình tự anh em mình quay các bạn ạ. Hôm nay ý định của mình không phải là quay nữa mà anh em mình gọi là để xối dầu nha các bạn nha. Nhưng mà bị lỗi kỹ thuật do hai bên kiểu không hiểu ý nhau hay là do anh bếp thì mình cũng không rõ nữa các bạn ạ. Thì anh ấy lại lướng lên thì cái giá trị của con lợn nó đắt thêm kiểu như là gần gấp đôi và anh em mình lại không tự làm được các bạn ạ. Nên là thôi thì anh em mình nhân tiện đây thì anh em mình cứ thế là chén luôn, không phải chế biến gì cả. Thì hôm nay cũng là một bữa cuối cùng, video cuối cùng của năm 2021 rồi. Thì cũng là sát Tết rồi các bạn ạ. Mình thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết nói rằng là cảm ơn tất cả mọi người một năm vừa qua đã luôn đồng hành, ủng hộ anh em mình trong suốt một năm vừa qua nha các bạn nha. Từ cái miếng da, cắt luôn đi. Anh nghĩ chỗ này mềm đấy, bên trên có mỗi đoạn trên này là giòn thôi. Em lấy phần trên đấy. Đó, thích phần nào thì cắt phần ấy ra. Quay cái bữa ta đi, bữa ta đi. Đấy, cứ xé ra, em xé ra luôn. Xé luôn, đồ mà. Đó, xé ra. Cái này em lấy không giòn mấy. Đấy, anh miếng dưới này, cái đoạn dưới này này anh. Đây, đây. Đây, giòn này. Ui, xem trình độ của anh nào. Anh thấy cũng hơi giòn đấy. Nếu như mà đúng là giá anh em vừa nướng xong thì đúng là công nhận thì nó sẽ cái này không bằng. Mới em cảm giác như là cái da này nó kiểu như hơi quá lửa hay sao ấy. Hơi bị cháy cháy một chút nhỉ. Không, em nghĩ là giá nguội quá. Nguội quá ăn đúng không nhỉ. Ăn nói chung là không thấy biết. Anh em mình quay cảm giác là da ăn vẫn ngon hơn. Nó giòn, nó vừa đủ chín tới. Kiểu như là anh em mình nướng phát là anh em mình ăn ngay thì nó giòn. Bởi vì khi mà đi xa ấy thì người ta đã bọc kiểu kín ấy nên là da nó cũng bớt giòn đi ấy các bạn ạ. Đây luôn dần giòn. Con lợn này chắc là ăn được hết cả cái mấy cây xương sườn của nó được chưa ạ? Xương lon. Chút. Mỏ. Phải không? Cay đã đấy. Người ta ngày xưa chỉ có hóc xương cá thôi, đừng có hôm nay đã có đun chè gọi là lập kỷ lục của Việt Nam, đó chính là hóc xương lợn. Trời cứu luôn đấy. Thì từ đó khi anh làm món gì anh cho thêm dưa khú chấm với cái nước sam dài. Đấy à? Chuẩn luôn anh ạ. Đây là cái dưa chua ấy các bạn ạ. Ở chỗ mình thì thỉnh thoảng anh em trêu thì gọi là dưa khú. Bởi vì dưa này người ta thường ngày xưa người ta hay ăn chua chua ăn với
cơm những thứ, nhưng mà bây giờ thì người ta chỉ dùng để nấu cá rồi kho một cái gì đấy thôi các bạn ạ. Em bây giờ em chả thích mùi nước chấm lợn trong này đâu, toàn thấy mùi xăm giang. Chấm dơ thứ ăn toàn thấy mùi xăm giang lợn này. Giang mới ngon. Ok. Đỏ. Trước khi mà mình vào thưởng thức cái món lợn sữa quay và ăn bữa cùng anh em ấy các bạn ạ. Hôm nay nói chung là làm cái gì thì anh em mình cũng muốn phải kiểu tâm lý phải thoải mái một chút. Thì thực sự là cả năm vừa rồi là anh em mình đã kiểu thuộc dạng rất là vất vả và kiên trì, cho dù bão tố phong ba nào cũng vượt qua rồi các bạn ạ. Thì mình cũng muốn rằng là kiểu anh em kiểu có cái gì nhỉ, gọi là cái gì câu nói của mấy anh em Trung Quốc hay nói nhỉ, hào hào thử dưa mà anh em bảo là nó lạ lạ. À thôi được rồi, chấm cùng luôn. Bật luôn như này đi cái thằng. Thực sự nó cưỡi giỏi đấy. Ngon nha các bạn nè. Nhìn thực sự rất là ngon đấy. Chấm này. Phê luôn các bạn ạ. Dạ. Cái da của nó kiểu rất là giòn, mình nghĩ là người ta quyết nhiều mật ong hay thôi, nó ngọt ngọt hay là do cái là thịt của lợn sữa ấy, nó nướng nó chảy sữa ra các bạn ạ, nên là nó kiểu ngọt ngọt. Phê đấy, là gì đấy? Đây này các bạn này, chấm quả phê luôn. Đó. Riêng miếng này là mình sẽ phải ăn kèm với cả dưa các bạn ạ. Cái thịt này của nó mà đó là mình so sánh, mình nghĩ là nó thuộc dạng kiểu mềm như bún các bạn ạ. Thực sự luôn. Mà cái thịt của nó này các bạn này, bởi vì lợn sữa nhỏ ấy, nên là cái phần thịt bụng này của nó mỏng dính như kiểu tờ giấy ấy, rất là mỏng luôn. Nhiều em thấy thịt nó vẫn độ ngậy lắm anh nhá. Có độ ngậy. Béo. Ăn cái đoạn luôn nướng này, luôn nướng ở dưới này. Ngọt, thơm. Nhìn con lợn này lại nhớ con lợn ngày xưa anh em mình quay bé bé. Lợn này là lợn siêu sữa. Anh em mà ăn cái lợn đấy là thuộc dạng kiểu lợn bao tớ nha các bạn nha. Các bạn nào mà chưa xem clip ý của anh em mình thì các bạn có thể tìm lại xem. Nhà ấy sữa đầy mồm. Con lợn gọi là lợn bao tớ luôn, khi mà nó mới đẻ ra là anh em mình đã làm thịt rồi. Thực sự là không muốn nhắc đến cái chuyện đấy, không rất là nhiều bạn để bảo anh em mình sát sinh này kia các bạn ạ. Mới sụn dưới bòn mòm này. Sụn xoắn đấy. Thầy đúng chê. Anh em, anh ấy. Để anh cắt. Thật sự lắm. Ngon. Một năm vừa rồi ấy các bạn ạ. Anh em cũng vất vả nắng mưa, ra đồng, bão tố phong ba là anh em đã từng trải qua hết rồi các bạn ạ. Nhiều hôm thật sự nhớ rằng những có những clip ấy. Mưa này rồi nắng to này, nắng cháy da cháy thịt anh mình vẫn ra ngoài đồng. Rồi có những hôm kiểu là ra đồng kiểu thời tiết mưa xong tí còn kèm theo sấm sét nữa, anh mình chưa thực hiện được hết video mà đến nỗi mà mình phải bỏ về. Thì các bạn cũng biết là kiểu đấy là những cái kỷ niệm một năm qua của anh mình, nói chung là trải qua rất là nhiều thăng trầm của một năm các bạn ạ. Khi mà anh mình đến ngày Tết ấy thì được sum vầy ngồi với nhau, nhưng mà rất tiếc là hôm nay lại thiếu mất hai thằng, và chính là Tiến thì
nhiều việc quá nên lại không tham gia được. Còn Đại thì phải về quê sớm vì Covid phải cách ly. Mình có bảo với Đại là em tiêm 2 mũi rồi, sao lại về cách ly 7 ngày, anh tưởng là chỉ theo dõi sức khỏe thôi chứ. Đại bảo là em đang tính là em về em gọi là đi tiêm mũi 6, mũi 7 gì đấy. Bình thường ấy, bình thường là kiểu người mình ấy là được đi tiêm ấy thì gọi là được tiêm các bạn ạ. Còn Đại về là gọi là đi tiêm các bạn ạ. Bị ép đi tiêm này. Bác sĩ chuyên như chim các cô gái. Này anh chưa bác sĩ, anh người áo gì? Chịu, anh chưa là bác sĩ. Chưa bác sĩ thì có con. Anh em nó mới tiêm mũi 2 rồi, Cương nó tiêm mũi 5, mũi 6 rồi. Mà toàn tiêm trong đêm thôi các bạn ạ. Mình đi sờ sờ ngon. Sờ sụn. Rồi thực sự là có những nhớ những hôm cậu có những hôm cậu quay clip mà bị lỗi những thứ ấy. Thực sự là những lúc như thế nghĩ cảm giác rất là buồn các bạn ạ. Em nhớ là con lợn này nhưng mà không phải lợn này mà là lợn rừng. Lợn út thú phi à? Nhưng mình bị như là mất thế nào nhỉ? Lợn út thú phi ấy. Nhưng mà từ xưa giờ làm có rất là nhiều lỗi nhưng mà dần dần là sẽ cải thiện dần. Nó chính là khi mà mang về để mình quay tất cả mọi thứ xong rồi, xong mang về kiểu để tìm lại video từ máy để copy vào máy tính để chỉnh sửa ấy, thì không thấy video đâu cả, chỉ lại còn lại còn đúng một đoạn kiểu đang úp thùng phi thôi. Tai nạn nghề nghiệp. Không biết là Cương có trải qua những cái vụ đó không? Có em. Không anh Cương. Nhưng mà anh đang hỏi là Cương đã từng Cương cũng làm thì Cương đã từng trải qua cái kiểu gọi là lỗi quái quặm như vậy chưa? Có, em có lần em quay quên không bấm quay ăn hết rồi xong rồi mới nhớ. Đấy, đấy. Anh đây. Ăn rồi ông chết anh quên chưa quay. Bởi vì thực sự là bình thường video của mình ấy là mình sẽ vừa quay rồi vừa thì nói chung là mình làm hầu như là tất cả mọi thứ ấy các bạn ạ, kiêm quá nhiều công đoạn của một clip ấy, nên là đôi khi là bị quên là chuyện bình thường ấy các bạn ạ. Nào anh em đang nói về gọi là ôn lại kỷ niệm một chút của một năm qua, hôm nay là bữa tất niên cuối năm mà anh em trầm thế. Chắc đang suy nghĩ về những gì đã trải qua xem có, hay còn, và còn đang gì mà chưa nhớ đến không đang... hay là đang suy nghĩ về tương lai sẽ đi tiêm những mũi nào nữa. Thực sự là chắc là mấy anh em này chắc là đôn trà chắc chẳng có kỷ niệm gì để nhớ các bạn. Chắc là mỗi mình nhớ nhiều nhất bởi vì mình kiểu tự tay mình kiểu quay xong rồi về tránh những thứ. Có những hôm thực sự là rất là quái quăm cái lỗi chẳng đâu đâu lại kiểu mất đi điệu. Có nhớ một kỷ niệm gà chấm đất. Gà chấm đất là gà như nào? À đuôi gà đào đào đất trong nướng cái gì? Con dây gì? Ôi đồn trà là clip ý à, hôm nay là đồn trà đá đổ. Đá đổ mấy lần nhỉ? Đá đổ mấy lần nhỉ? Ăn gà chấm đất. Đi gà chấm đất. Không biết như là mình không ký ức của cái clip ý xong lại mất đấy anh ạ. Mất đấy. Không clip ý xong hôm nay anh Phúc làm gì không lại mất cái video ấy. Đúng rồi. Nói chung là thực sự là một năm trải qua rất là thăng trầm các bạn ạ. Không như mọi người nghĩ là anh em mình chỉ việc ăn xong rồi quay đâu con ạ. Nói chung là nhiều thứ lắm. Ở đây thực sự là mình cũng không muốn nhắc đến cái đó nhiều, nhưng mà hôm nay là một bữa anh em ngồi với nhau quây quần để ôn lại những kỷ niệm gọi là đã qua ấy, trong một năm vừa qua ấy, nên là cũng có hơi một chút gợi nhớ nhắc lại thôi. Nói nhiều quá mà đến nỗi quên ăn. Không ăn. Đấy ăn đi. Cường ăn đi, tách ra em ơi. Tách cái này ra. Bây giờ xong cái này xong thì tối anh em mình lại phải bàn chiến thuật cho tương lai. chiến thuật năm tới hay làm những cái gì? Thực sự là chiến thuật năm tới thì anh em mình làm cả năm rồi thì chắc là để ra Tết cho năm rộng tháng dài anh em mình sẽ tính toán các bạn ạ. Còn bây giờ thì anh em mình chắc là phải nghỉ ngơi gọi là mấy ngày Tết con ạ. Thôi cắt nhỏ ra ai để to đi em. Mày Covid cũng chán quá.
Đúng rồi, năm nay Covid vĩ tán, nói chung mình làm cái gì cũng thất bại các bạn ạ. Đó, thì hiện tại là mọi người có thể thấy là con lợn anh nhà mình đã gọi là nói vài ba câu chuyện cũ mà đã đánh chén hết con lợn đến nơi rồi các bạn ạ. Thế này mà anh nhà mình ngồi để tâm sự thêm để nhớ lại nhiều nhiều thứ nữa thì chắc là một con nữa là cũng hết luôn con ạ. Thì hôm nay ấy, thì thực sự là một bữa gọi là ăn tổng kết cuối năm của anh nhà mình thì mình cũng có đôi lời như này đó chính là cảm ơn tất cả mọi người. Vừa nãy mình nói rồi nhưng mà bây giờ anh nhà mình muốn kiểu kết thúc video bởi vì thời lượng clip cũng khá là dài và lợn thì cũng đã gần hết rồi. Đó chính là một năm vừa qua ấy, thì mình rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành, ủng hộ và theo dõi anh em mình trong gọi là suốt một năm vừa qua các bạn ạ. Mặc dù đó là một năm thăng trầm đối với anh em mình nhưng mà năm sau thì anh em mình sẽ cố gắng để hoàn thiện những cái gì mà anh em mình chưa làm được trong năm vừa qua để năm sau sẽ thành công hơn và tốt hơn nha các bạn nha. Thì nhân tiện đây thì mình cũng xin chúc tất cả mọi người là có một năm mới gọi là an khang thịnh vượng nha các bạn nha. Và anh em nào muốn nói gì thêm thì nói nào. Rồi anh đại diện anh nói đại diện đi. Cũng sắp sang năm mới rồi thì mình cũng không biết nói gì thì chúc tất cả mọi người là sang năm mới mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nha. Ui hơi bị sặc một chút con ạ. Đó thì anh em mình có những gọi là tâm tư gì thì anh em mình cũng đã chia sẻ ở clip này ngày hôm nay rồi. Thì đây cũng là một clip cuối cùng của năm 2021 chuẩn bị sang năm mới rồi. Vậy là anh em mình đã có một bữa tất niên gọi là không được đầy đủ anh em lắm nhưng mà cũng tạm tạm rồi. Thì clip thời lượng cũng khá là dài rồi nên là chắc là anh em xin phép là dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.